Trong video này tôi sẽ cho anh em thấy 3 quest trong New Pokemon Snap. Đầu tiên là Best Frenemy. Anh em sẽ được thấy trận đánh nhau giữa hai Pokemon kẻ thù của nhau trong tự nhiên là Heracross và Pinsir. Thật ra còn cả con Vikavolt nữa để hình thành ra một trận chiến tay ba, nhưng mà trong game thì không có con đấy. Chúng ta sẽ đến công viên Florio vào buổi tối. Ok, chạy thật nhanh đến đoạn có Pinsir nào. Đến đoạn này thì tôi sẽ bật scan để cho con Pinsir thò đầu lên. Rồi một quả bóng sáng sẽ làm cho nó lên hẳn mặt đất. Sau đó tôi sẽ tiếp tục scan cho đến khi nào Heracross rơi xuống. Đó. Ném một quả táo vào Heracross nào. Heracross sẽ bay trên đầu chúng ta ngay bây giờ. Và nó sẽ bay tít đến cái đoạn cuối kia. Ta sẽ chạy nhanh đến đấy nhá. Pinsir cũng đã xuất hiện. Đoạn này nếu như tôi đánh thức con Sylveon đang ngủ ở phía bên tay trái, nó sẽ chạy mất. Sau đó chúng ta phải mở nhạc trước khi hai Pokemon này đánh nhau, thì Sylveon sẽ tới và can thiệp giảng hòa cho Pinsir và Heracross. Nhớ chụp ảnh để hoàn thành quest nhé. Nhưng mà bởi vì đã hứa cho anh em xem đánh nhau, cho nên tôi sẽ quay lại một lượt mà không gọi Sylveon. Và chúng ta sẽ xem Pokemon nào thắng, Heracross hay là Pinsir. Cái trận này nhìn nó hoành tráng hơn hẳn cái trận Survivor với cả Zengoose nhỉ. Heracross chạy mất rồi. Và Pinsir đã là người chiến thắng, thưởng cho quả táo. Ăn mừng cũng phải ra trò chứ. Em nhớ là cái quest này nó đợi cần phải có con Sylveon giảng hòa nhá. Nếu để cho hai ông kia đánh nhau là không xong quest đâu. Tiếp theo là hai quest có cách thực hiện gần giống nhau ở khu vực mùa đông của Elsewhere Forest. Đó là Flickering Flame và Winter Wonder. Thử nói nhanh Flickering Flame 3 lần liên tục xem. Chúng ta thấy Gardevoir xuất hiện ở đây chơi với hai em Deerling. Cần phải ném một quả bóng sáng vào nó. Nó sẽ teleport đi mất và xuất hiện lại ở trên cành cây. Nếu không ném bóng là nó sẽ biến mất luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục ném bóng sáng vào Gardevoir để dụ hai em Deerling này đi theo. Lần này tôi có Gardevoir cái ẩn hoi nhá, không phải trap đâu.
Đấy là cuối cùng này. Nếu như tôi không ném bóng nữa thì Gardevoir sẽ biến mất hoàn toàn. Hai em Dealing sẽ rất là buồn, ngơ ngác tìm kiếm. Và việc cần làm ở đây là ném một quả táo vào em Dealing này. Khi đó Ninetales sẽ tức giận. Khi Ninetales nhảy xuống, chúng ta cần phải ném một quả táo và một quả bóng sáng vào nó. Nó sẽ thực hiện một đoàn Will-O-Whip để đe dọa chúng ta. Nhớ chụp ảnh nhá. Rồi thái độ của nó kiểu đừng bao giờ quay lại đây nữa ấy. Và đó là cách để thực hiện quest Flickering Flame. Quay trở lại vùng khu rừng mùa đông một lần nữa. Ở đoạn cuối, khi mà con Gardevoir teleport đến đoạn con Ninetales, mình ném thêm một quả bóng sáng vào nó. Thì Gardevoir sẽ teleport sang phía bên trái có một cái cây. Đoạn này không có animation là lỗi của game chứ không phải lỗi của tôi nhá. Sau, chúng ta sẽ ném một quả bóng sáng vào bông hoa này. Thắp sáng nó lên, Gardevoir sẽ thực hiện một phép thuật cực kỳ nhiệm màu. Chụp thôi còn gì nữa. Một bức ảnh của Gardevoir cùng hai em Dealing dưới gốc cây sẽ hoàn thành quest Winter Wonder. Và đó là cách anh em hoàn thành 3 quest này. Tôi sẽ tìm kiếm những cái quest thú vị cho anh em trong những video sau nhé. Hãy liên tục ủng hộ cho tôi và xin cảm ơn anh em vì điều đó. Peace!